Xin chào tất cả các bạn đã quay lại channel của mình. Hôm nay mình sẽ gói hàng cho bạn Minh Anh Channel nha. Cảm ơn bạn vì đã mua hàng cho mình. Đây, cá mắc đẻ mình đã ship đến cho bạn rồi. Bạn có mua bao cục chuyện phải không? Đây. Ok, bây giờ mình sẽ cho hàng đá vào đây. Mình đã dán băng dính xung quanh cái này rồi thì chút nữa thì mình sẽ không dán nữa nha. Nhà cậu có xà không? Làm khi nào làm video hướng dẫn tớ đi, khi nào hướng dẫn tớ làm đi để tớ làm video. Trời ơi, nó cứ bị đổ vào máy như các bạn thông cảm. Video của bạn thì mình nghĩ là chắc là mình phải làm thêm phần 2 nha. Minh Anh đâu, tại vì kỹ thuật của bạn thì gói một gói hàng ít, thế nên là với cả đây nên là không phải làm phần 2 đâu nha bạn. Còn bạn Minh Anh Channel với cả bạn Vi Triệu phải làm thêm phần 2 nha. Ôi sao mà dính vậy. Cho video của mình một like, share, chia sẻ về và nhớ đăng ký kênh của mình nha. Chào tạm biệt. Mình mong là bạn Minh Anh Channel sẽ xem video này đầu tiên. Chào tạm biệt.